Quý vị và các bạn thân mến, thì bây giờ là mình đang ngồi cạnh cái bu nhé. Bây giờ là mình sẽ từ từ mình nhấc cái bu này lên để xem phản ứng của hai con đà điểu này nó sẽ như thế nào các bạn nhé. 3 2 1 0. Con to nó chạy này các bạn này. Kìa kìa, một con thì chạy theo hướng này này. Một con thì chạy theo hướng này. Đây. Hai con nó chạy theo hai hướng khác nhau nhưng bây giờ nó đã tìm đến nhau rồi các bạn kìa. Từ xa xa kia nhá. Bây giờ mình sẽ đi theo nó nhá để xem là cách di chuyển của nó như nào. Phương Nam TV, trang trại đà điểu Phương Nam thì kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thì đây là một cái bu nhé. Cái bu này là cái bu huyền thoại của bên mình các bạn nhé. Bu này thì xuất hiện trong rất nhiều video mà mình đã từng làm và chia sẻ với tất cả các quý vị và các bạn. Hôm nay mình sử dụng cái bu này để úp hai con đà điểu. Một con trong giai đoạn là 1 tháng tuổi và một con trong giai đoạn là 2 tháng tuổi. Con 2 tháng tuổi là con to này các bạn này. Hôm nay là mình đang có mặt tại giữa khu vực cánh đồng. Đây là khu vực cánh đồng lúa nếp cái hoa vàng đã được thu hoạch rồi. Bây giờ là mọi người đang cắt gốc rạ và phơi khô, sau đó đốt lấy tro các bạn nhé. Thì trong cái khu vực mà đất ruộng không như này, chỉ còn những cái gốc rạ này và những cái lá lúa nó bắt đầu nó mọc lên xanh như này, thì mình mang hai con đà điểu của mình ra ngoài này. Mình muốn cho nó trải nghiệm một cái môi trường như này nhé các bạn nhé. Cái không gian rộng lớn như này này, bát ngát như này, thử xem là khi đà điểu được thả ra cái một cái khu vực rộng lớn như này, môi trường như thế này, thì đà điểu nó sẽ phản ứng của những con đà điểu như này nó sẽ như thế nào, nó sẽ di chuyển đi lại hay là nó có sợ sệt hay không, hay là nó có đi lại nó kiếm ăn hay là như nào hay không nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhé các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì như mình quan sát nhé, một con đà điểu bé 1 tháng tuổi thì nó đang nằm, con đà điểu 2 tháng tuổi thì nó đang đứng. Con 1 tháng tuổi kia có vẻ là nó hơi bị nhát nên là khi ra đây nó đã nằm. Còn con đà điểu 2 tháng tuổi này thì nó không sợ mấy. Nó ra đây nó đứng nó đi lại luôn. Bây giờ là mình sẽ để cái máy quay ở phía trước, sau đó là mình sẽ ra bên này và mình sẽ nhấc cái bu này lên nhá, xem là phản ứng của hai chú đà điểu này sẽ như thế nào. Một con trong giai đoạn 1 tháng tuổi và con trong giai đoạn 2 tháng tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, thì bây giờ là mình đang ngồi cạnh cái bu nhé. Bây giờ là mình sẽ từ từ mình nhấc cái bu này lên để xem phản ứng của hai con đà điểu này nó sẽ như thế nào các bạn nhé. 1 đến 3 nhé. À không, mình sẽ đếm ngược từ 3 đến 0 và mình sẽ nhấc nhé. 3 2 1 0. Con to nó chạy này các bạn này. Bây giờ mình có một cái cảm giác nhé, khi mình nhấc cái bu ra thì những chú đà điểu này nó bị lạ các bạn ạ, nó bị lạ cái môi trường nhé. Đây này, nó bị lạ cái môi trường các bạn nhé.
Thì bây giờ nó đang sống trong một cái môi trường chật hẹp là một cái ô nuôi của nó. Không gian xung quanh nó là có cây cối, cái diện tích hẹp. Bây giờ nó ra một cái không gian mới rộng, xung quanh toàn cỏ nhá. Kìa kìa, một con thì chạy theo hướng này này. Một con thì chạy theo hướng này. Tại sao là mình lại phải mang hai con các bạn ạ? Thứ nhất là mình muốn là xem là, thứ nhất là cái khi ra cái môi trường như này thì phản ứng của nó sẽ chạy như nào, và nó có tìm kiếm nhau không, nó có tụ tập lại thành đàn hay không. Vì đà điểu, cái đặc tính sinh sống của đà điểu ấy thì nó sống theo bầy đàn, nó đi đâu nó sẽ di chuyển cùng nhau các bạn nhé. Mỗi một đàn thì nó số lượng từ 5-7 con cho tới 15-20 con các bạn trên thực tế. Đây, hai con nó chạy theo hai hướng khác nhau, nhưng bây giờ nó đã tìm đến nhau rồi các bạn kìa. Từ xa xa kia nhá. Bây giờ mình sẽ đi theo nó nhá, để xem là cách di chuyển của nó như nào. Mình sẽ di chuyển theo sau hai chú đà điểu này nhá. Kìa kìa, quý vị và các bạn có nhìn thấy hai con đà điểu ở đằng xa kia không? Bây giờ mình sẽ tiến lại gần nhá. Kìa kìa, hai con nó đang đứng cạnh nhau kìa, chỗ gần cái mép tường nhé. Chạy kìa. Tức là mình có một cái cảm giác là khi bây giờ nó đang bị hoảng loạn ấy, nó đang còn sợ các bạn. Nên là khi thấy người thì nó sẽ chạy. Nên là mình sẽ di chuyển hết sức là nhẹ nhàng từ từ nhé, để tiến lại gần nó nhé, xem phản ứng của nó như nào. Nhưng bây giờ nó đang tít xa kìa. Kia là một con 1 tháng tuổi thì nó chạy trước kìa. Chạy tít xa rồi, bọn nó lại chạy lên khu vực phía trên rồi. Ok, mình sẽ di chuyển lên trên đấy. Con 2 tháng tuổi thì nó vẫn đang chạy ở phía trên, còn con 1 tháng tuổi mình đã không nhìn thấy nó đâu. À, mọi người thấy không? Đang là ngoài không gian rộng lại mới biết là đà điểu nó chạy nhanh như nào nhé. Kìa kìa, nó tít xa kìa. Kìa, hai con đang nằm tít xa kìa nhé. Cái quãng đường mà nó chạy từ kia ra đây nó rơi vào tầm khoảng là 200 mét, mọi người 200 mét nhé.
Kìa, con bé nó đang nằm xuống rồi kìa. Không biết là mệt quá hay nằm xuống hay là nó sợ. Bên này nó là một cái mương dẫn nước này, nhưng đang không có nước. Mình sẽ cho nó sang đi sang bên kia nhé. Sao nó lùa sang bên mương nước này. Nó chạy vào nó lại ảnh hưởng đến chất của nó. À, hai con đi đâu cũng đi cùng nhau nhé. Con to kia nó chạy ra một đoạn xa, không sau đó lại chạy quay lại kìa. Mình sẽ đi hết sức từ từ thôi, không có sợ nhé. À, hai con đứng dậy rồi, bắt đầu lại đi chuyển tiếp kìa. Được chưa? Đây là nó tự di chuyển nhá, chứ mình không đuổi nó nhá. Mình chỉ chạy phía sau nó thôi, mình chạy cách nó khoảng cách là khá xa, tầm khoảng 50 mét để không làm nó sợ nhé. Đây là nó tự di chuyển, nó tự chạy nhé. Khi được thả ra một cái môi trường cánh đồng lúa rộng lớn như này thì nó phản ứng của nó hoảng loạn, nó sợ sệt như nào, nó không quen môi trường và nó di chuyển nó chạy như nào thì đấy là tự nhiên nhé các bạn nhé, chứ không phải là mình đuổi theo nó. Đấy, lại bắt đầu di chuyển tiếp này. Tiếp tục di chuyển. Ở nhà thì được di chuyển trên nền cát. Ra ngoài ruộng này được di chuyển trên nền đất ruộng. Đất ruộng này nó đang vào cái mùa thu đông, mùa đông. Đất ruộng cực kỳ là cứng khô. Lại quay lại. Chúng ta nhìn thấy là đại điểu nó bắt đầu nó kiếm ăn này, bắt đầu nó mổ rau xanh nó ăn này. Thì như vậy là nó bắt đầu nó dần dần nó quen với môi trường các bạn nhé. Như vậy thì chúng ta thấy là cái đà điểu của chúng ta nó thích nghi với cái môi trường sống là cực kỳ là nhanh các bạn. Mình vừa mới thả ra ngoài này được tầm khoảng là 10 phút thôi, chưa đầy 10 phút. Nó di chuyển một vòng nữa, nó bắt đầu là nó đã cảm thấy là được an toàn, nó đã không còn sợ sệt nữa, nó đã di chuyển đứng một chỗ và nó đã kiếm ăn rồi nhé. Này. Nó đang bắt đầu là tìm kiếm mổ rau xanh để ăn các bạn nhé. Như vậy là đà điểu của chúng ta nó thích nghi với cái môi trường sống cực kỳ nhanh các bạn nhé. Đó. Vẫn tiếp tục là vươn cổ lên quan sát xung quanh, nên sau đó là vẫn tiếp tục kiếm ăn. À, sợ nằm xuống này. Có một cái đặc điểm nữa mà lưu ý quý vị và các bạn nhé, đà điểu thì nó cực kỳ là nhớ người chăm sóc nó các bạn ạ. Những người mà thường xuyên tiếp xúc với nó, gần gũi với nó ấy, thì nó không sợ đâu. Nó quen nhé các bạn nhé, nó quen người thường xuyên tiếp xúc với nó đấy. Nếu quý vị và các bạn mà thường xuyên mà tiếp xúc với nó, nuôi nó giống như kiểu là thú cưng ấy, thì là nó gần người lắm. Đây này, mình bây giờ mình đứng cách nó tầm khoảng là 2 mét thôi, không sợ sệt gì nữa nhé. Và bây giờ là mình có thể đi theo nó được này. Trong thực tế thì mình là người tiếp xúc với những chú đà điểu này hàng ngày. Đây chúng ta nhìn kìa. Một con này nằm xuống này. Con 1 tháng tuổi này nằm xuống, nó không phải là nó mệt mỏi đâu.
nó nằm xuống là để nó hoảng loạn, nó sợ đấy, nó nằm xuống để trốn tránh kẻ thù đấy. Chưa, chúng ta nhìn kìa, hai con kia là hai anh em nhé, con 2 tháng tuổi và con 1 tháng tuổi. Trong những video sắp tới ấy, thì mình sẽ có những cái thử thách khác nhau đối với những chú đà điểu các bạn nhé. Có thể là mình sẽ cho một đàn đà điểu ra ngoài này xem là khi ra ngoài này thì chúng nó sẽ tự thả nó về với cái môi trường tự nhiên, xem nó sẽ tự đi kiếm ăn như thế nào. Chúng ta nhìn thấy nhé, nếu mà chúng ta thả đà điểu như này này, nó sẽ tự kiếm ăn nhé, nó ăn no. Sáng chúng ta thả ra ngoài này, nó ăn no. Chiều chúng ta lùa nó về. Đấy nhá, nó sẽ tự kiếm thức ăn nó ăn nhé, chúng ta sẽ không phải mất công chăm sóc đà điểu đâu. Đây này. Trong những video tới thì mình sẽ thực hiện nhiều các cái thử thách khác nhau. Có thể là mình sẽ cho cả những con đà điểu trưởng thành ra ngoài này các bạn nhé, để cho nó di chuyển, nó kiếm ăn trong cái môi trường tự nhiên hoang dã, xem là nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ di chuyển hướng những chú đà điểu này về bên phía kia, sau đó là mình sẽ cho chúng nó về nhà các bạn nhé. Mẹ này mệt quá, mệt quá em, con mệt quá, con đây đi, con này mệt quá. Không hiểu là mệt quá hay là như nào. Nó nhìn thấy người nó sợ ấy. Tức là khi nó nhìn thấy người là nó sợ nhá. Con đà điểu bé này này, khi nó chạy lên trên kia nó nhìn thấy người thì nó sẽ chạy qua lại, nó nằm bẹt xuống đây. Đấy là hành động tự vệ nhá. Lại làm xuống không phải mệt đâu, nó di chuyển xong bắt đầu nó nằm xuống để nó ấy. Dậy đi con, dậy đi con, dậy đi để về, dậy đi con để về.
Quý vị và các bạn thân mến, cái video này mình sẽ kết thúc tại đây các bạn nhé. Quý vị và các bạn khi theo dõi video thì nhớ like nhé, share cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Phương Nam TV làm những video tiếp theo các bạn nhé. Xin kính chào và tạm biệt tất cả các quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bây giờ mình sẽ cho những chú đại điểu này về nhà. Kìa, nó đang đứng ở phía trên kìa. Bye bye.